trong rừng xanh và cái cây đài một năm trăm. Tới Đà Nẵng mà ngủ giờ rồi. Tí tí tí. Làm nhục vẻ tao vô này cái gì nào tí tí. Tư đồ trắng à? Chỉ có đeo gì đây? Đeo đeo một cái sổ thôi. Mới đó còn nói là mối rồi. Tưởng này tức là 5 cái số chắc chết nhiều lắm. 5 cái số chắc chết nhiều lắm.
con thành kính cung thỉnh chư tôn hòa thượng chứng minh niêm hương bạch hận. Thank you.
trình đi chi. Do đó cũng mới đề nghị các dòng sống gần đơn vị cơ sở nhà Phật đường hay không thì các đơn vị đến để nạp tại văn phòng của giáo hội tua tư đồng, để đến nay chúng ta đến những ngọn đèn đó thắp sáng trước lễ đài và cúng dường trước Đức Phật thay vì một lần nữa thay mặt ban tổ chức đại lễ Phật đàn và ban trị sự Tịnh Giáo Hội Phật Giáo Thừa Thiên Huế, chúng tôi hết sức cảm ơn đạo công viên tổ tinh thần dòng mình tham gia các Phật sự của đoàn là chính của chùa Từ Đàm. Sân chùa Từ Đàm thường ngày rất rộng rãi nhưng sáng hôm nay đã trở thành chật hẹp vì số lượng tham dự quá đông đảo. Chúng tôi mong mời tất cả các vị đã vẫn tập trung trang nghiêm thì giờ đây cùng dạy bản tâm sự thanh tịnh trang nghiêm, giữ gìn trật tự từ trong ra ngoài, giữ gìn thân tâm cho được thanh tịnh. Những việc làm đó chính là những việc làm thiết thực, việc lộ lòng thành kính của mình đối với Đức Phật để tuyên lên cúng dường Đức Phật trong ngày đàng sanh. Bảo tàng các đơn vị gia đình Phật tử và toàn thể đồng bào Phật tử cả giới luôn luôn dập mạch tinh tiến trên bước đường hùng đạo giúp đời. Tôi xin nhắc có một người nào đánh rơi một cái túi 137 thì lưu ý thì vì nào đến nhận một số 137 thì phải kiểm soát lại cái phù hiệu đúng như cái phù hiệu mà các vị đã phát ra để tránh sự nhầm lẫn. Nam mô A Di Đà Phật. Okay.